các quốc gia tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang trang bị thêm cho ukraine tên lửa tầm xa chính xác cao vốn từng được ép sử dụng để tấn công sân bay trụ sở hải quân cầu và các mục tiêu khác có giá trị cao của nga theo trang business insider các tên lửa được phương tây cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp ukraine tăng cường hỏa lực đáng kể để tấn công sâu vào phòng tuyến đối phương các cựu sĩ quan quân đội mỹ cho rằng những tên lửa này có thể giúp ukraine truy lùng các vị trí đóng quân của nga và đẩy các lực lượng chiến đấu và hỗ trợ của Nga vào thế không còn nơi ẩn náu. Ukraine đang đối mặt với khả năng các cuộc tấn công của Nga có thể dữ dội hơn vào mùa hè, nhưng những vũ khí trên có thể giúp chặn các nỗ lực của Moscow. Trước đó, Mỹ tuyên bố đã chuyển cho Ukraine một số hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội MGM-140, còn được gọi là ATAC-MS. Anh cũng tuyên bố gửi thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps cũng đã lần đầu tiên tiết lộ rằng Italia đã cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow, trong khi Pháp đã gửi cho Kiev phiên bản đạn dược riêng có tên gọi là SCAP-EP. Ông Dan Rice, một cựu sĩ quan pháo binh của quân đội Mỹ, cho biết kho tên lửa lớn mà các nước NATO viện trợ cho Ukraine có thể hạn chế khả năng của Nga trong việc triển khai các phương tiện quan trọng trong phạm vi 160 km từ tiên tuyến. Điều này sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng cơ động của Nga khi tiến hành các hoạt động chiến đấu. Ngoài ra, các điểm nút hậu cần, đường xe lửa vận tải, kho vũ khí, trụ sở chỉ huy, hệ thống phòng không Nga đều có thể bị Ukraine đưa vào tầm ngắm với tên lửa tầm xa. Ngoài ra, sự xuất hiện của tên lửa Storm Shadow và Atak MS đã đặt ra những thách thức mới cho Moscow, nhưng trong bối cảnh Ukraine không được viện trợ đủ số vũ khí cần thiết, tình hình xung đột cũng không có quá nhiều biến chuyển tướng Rice cho biết nếu có nhiều tên lửa Atak MS và Storm Shadow hơn tham gia với Ukraine trên tiền tuyến, nước này có thể tăng cường khả năng tiếp cận và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao của Nga như các kho tiếp tế và các cơ sở bảo trì. Ông Ben Hodge, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nói các tên lửa như Atak MS và Storm Shadow sẽ giúp Ukraine vô hiệu hóa lợi thế của Nga và cuối cùng giúp Ukraine giành lại thế chủ động. Cho đến hiện tại, Nga vẫn đang giành nhiều lợi thế trên chiến trường khi ngành công nghiệp vũ khí của nước này chuyển sang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái UAV và bom lượn để tấn công hệ thống phòng thủ của Ukraine. Còn về Ukraine, hiệu quả tấn công tầm xa của nước này sẽ phụ thuộc vào số lượng đạn dược mà nước này nhận được cũng như cách sử dụng chúng. Ukraine từ lâu đã bị hạn chế, chỉ được sử dụng tên lửa Atak MS và Storm Shadow tại những điểm giao tranh, dù Anh gần đây đã bật đèn xanh để Kiev sử dụng vũ khí nước mình tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Giới phân tích và quan chức cho rằng sự chậm trễ viện trợ quân sự của Mỹ khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine kém hiệu quả. Ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Rusi, đánh giá tương lai của Ukraine trên chiến trường đang vô cùng ảm đạm. Nếu các đồng minh tăng cường bổ sung kho dự trữ đạn dược của Ukraine giúp thiết lập hệ thống đào tạo binh sĩ chuyên nghiệp, và đầu tư công nghiệp sản xuất vũ khí thì tần suất các cuộc tấn công mùa hè của Nga có thể giảm bớt và Ukraine có thêm thời gian phục hồi và giành lại thế chủ động. Quân đội Nga trong những tuần gần đây